Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô trong video phát hành vào buổi tối thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021. Video tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin phép lên gửi đến các bác một cái sản phẩm, đó là một bộ dàn cassette siêu độc lạ các bác nhé. Đây là một cái bộ dàn cassette của hãng Technic, có cái model là M03 các bác nhé, M03, còn có cả tem cờ dán ở trên cửa băng này các bác này. Đó, bộ dàn này nó có một cái đặc biệt và đặc thù hơn. Nếu mà chúng ta nhìn như thế này thì các bác sẽ nghĩ là nó sẽ là một bộ gồm 3 cục đúng không ạ? Tức nó là 3 cục và các bác sẽ nghĩ là cái cục ở giữa này nó sẽ là liền khối. Nhưng thực tế ở sản phẩm này thì nó là 3 cái cục có thể nằm rời thớt các bác nhá, nó là 3 thớt rời. Nó giống như một bộ dàn trung dàn đại. Đấy các bác nhá. Technic. Và có một cái đặc biệt nữa, khi mà chúng ta nhìn thế này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cái loa này nó nhỏ thôi và nó làm bằng nhựa, vỏ nhựa, nhưng mà thực tế mà nói thì không phải là bằng nhựa các bác nhá. Nó là kim loại, nó rất nặng các bác nhá. Các bác có biết cái bộ dàn này khi Hoàng Gia đặt ở bên Nhật về thì trọng lượng của bộ dàn này nó rơi vào khoảng trên 25 kg. Đó, khi mình đóng hàng cả bìa, tất nhiên là bìa của nó thì không có nhiều, nó đã rơi vào khoảng 28 kg rồi. Đó, nên các bác lưu ý là bộ sản phẩm này nó rất là nặng các bác nhá. Đấy, và rất là chất luôn. Về cái, những cái con loa và cũng loa tép, cũng loa bát, và phần này là phần kim loại rồi. Đấy, các bác nghe gõ, nó không phải bằng nhựa đơn thuần như các dòng loa khác đâu ạ. Đó. Cái thớt ở đây là 3 thớt rời này. Thớt trên cùng là thớt FM AM này. Đấy, các bác nhá, thớt rời này. Đấy, các bác nhìn này. Thớt của nó AM FM thì con này FM của nó là 90 thôi. Nghe được 91 các bác nhá. Đó. Băng cassette này. Đây là thớt táp, gọi là thớt đầu câm này, chạy hoàn hảo hết các chức năng luôn. Đấy, M03 và cái tem cờ còn nguyên của hãng luôn nhá. Đấy, tất cả các bộ răng vẩu đây. Cái nút bật này dạng dưới răng răng vẩu. Thớt cuối cùng là cái thớt công suất và chọn các chế độ gồm có chỉnh bát, tép, ba năng, nao lớt và đặc biệt hơn. Cái thớt thụ sứ thứ ba này nó có đánh được cầu hai cầu loa main hoặc remote, hoặc là cả hai, tức là có thể đánh được hai đôi loa các bác nhá. Và công suất của nó thì rất là khỏe. Và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ mời các bác chúng ta sẽ test chi tiết cái bộ sản phẩm ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ test chế độ các xe nhá. Đó. Đây là em đang cắm thớt số 2 táp vào cổng AUX này. Đấy, đây là tuner nè. Đấy. Cái tiếng xẹt xẹt này là do chiếc áp nó bẩn các bác nhá. Thì Hoàng Gia sẽ vệ sinh cái chiếc áp này là ok các bác nhá. Đấy, tua tốt các bác nhá. Đấy, rất là ngọt ngào luôn. Inject ra băng này, em quay lại băng nhá. Đây nó có cái đèn các bác nhá, đèn sáng này. Các bác nhìn này, em ấn vào nhá. Play nhá. Play này. Bát này, tép này, ba năng cân bằng hai loa này. Đấy. Đây là ba năng các bác nhá. Đây là volume này. Các đèn chế độ đầu vào hiển thị này, AUX, tuner, follow, tape này. Bát tép này. Đây là chọn cầu loa này. Chế độ nao nớt này. Đọc tần số cao này. Cái này bát của nó đây các bác này. Đường kính nó bát khoảng 14 các bác nhá. Đo lòng là 14 cm này. Chiều cao của loa là 33. Cả bộ này là 66 nhá các bác nhá, 66 cm. Đấy, cục giữa này nó là 30. Thank you.
Chúng ta sẽ có đầu ra này. Đây chúng ta có thể chỉnh được âm lượng ra. Nó giống như con đầu câm thôi. Đầu câm như nào thì con này cũng đúng như thế. Cũng có các chế độ nghe băng này, cái chế độ boom bay này, normal này, EX này, CRO2 này các bác nhá, để chọn cho các chế độ băng này. Bộ counter này, đèn tia các bác này, có cả đèn tia đầy đủ luôn. Tóm lại cái bộ này nó các bác có thể, nó dường như là một cái đầu câm nhỏ thôi, giống như các đầu câm khác. Đấy. Và đây nó giống như một chiếc âm ni. Đấy, và đây là một con tuner. Đấy, bây giờ em sẽ test sang tuner. COVID-19 trên địa bàn tuner nhá. Đây tuner này. Đấy. Ở đây nó có cái đèn coi nhá. Có đèn kim này. FM này. Đấy nha, FM em sẽ test cho bác nhá. FM này chúng ta phải nắp anten nhá. Thì nếu không có anten thì sẽ không chạy được bạn. Đấy. Đấy, FM thì em đã đắp sẵn một cái dây vào đây rồi. Các bác có thể lấy một cái dây điện đấu vào cái phần cọc này nhá. Đấy. Đấy. Và còn nếu các bác muốn nghe AUX thì các bác có thể cắm tín hiệu AUX vào đây. Ở trên này thì nó sẽ có các chức năng AUX luôn các bác nhé. Ở đây đằng sau cổng này nó sẽ có rất là nhiều cổng này. Cổng follow để nghe đĩa than này. Đấy, cổng follow này, cổng tuner để nghe FM AM này, cổng AUX này. Có thể kết nối tab hoặc là CD vào đây này. Đấy. Đây là cổng của cái cục dàn này. Công suất của cục dàn này như Hoàng Gia đang nhìn thì xem nó bao nhiêu watt các bác nhá. Chưa nhìn cái watt nó đâu cả. Ở đây không thấy ghi watt nhỉ. Chỉ ghi là trở kháng loa là từ 8 đến 16 ohm thôi. Đấy, còn cục số 2 là cục tape là cục tap, cục đầu câm thì nó là 12 watt rồi. Không thấy ghi công suất ở cái cục dàn này. Không thấy ghi là bao nhiêu watt các bác nhá. Không thấy thông số đâu cả. Ok. Còn loa của nó đây. Loa của nó thì được đi kèm một cái dây rất là chất của hãng này. Dây dạng lò xo các bác này. Đấy, các bác có thể kéo ra kéo vào rất là ok luôn. Và có rắc đấu luôn. Bây giờ em sẽ test cái chế độ AUX nha. Ok, mời các bác cùng nghe này. Này áo ích đây. Các bác chờ một chút ạ. À UX. Em xem cái nguồn phát của em nữa nhá. À đây rồi. Đang cắm sai dây. Các bác chờ một chút em sẽ cắm lại cái dây nhá. Đây. Sẽ quay chi tiết cho các bác ở phần sau đây. Đấy, các bác nhá. Bộ dàn còn khá là đẹp các bác nhá. Tuy nhiên thì có một vài cái lưu ý nhỏ nhỏ cho các bác một chút. Thực ra này thì nó không ảnh hưởng gì quá nhiều. Vì đây này, thứ nhất là nếu mà quay chi tiết như này ấy, thì các bác sẽ để ý kỹ này.
vì cái loa này các bác này, nó là bằng kim loại, cái vỏ kim loại các bác, thì nó lâu năm rồi thì chắc chắn nó sẽ không, cái bề mặt kim loại thì chắc chắn nó sẽ đây, các bác để ý này, nó có những cái vết như này đấy. Nó không phải là vỏ nhựa, nếu là vỏ nhựa thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ nó bị như này, nhưng mà vì hãng nó làm bằng kim loại, thành ra nó khi nó sơn lên ấy, thì sau lâu năm nó sẽ có lớp rộp rộp như này các bác nhá. Đấy, đấy là nhìn kỹ thôi, nếu mà Hoàng Gia mà chỉ quay xa như này thì chắc chắn các bác sẽ không nhìn được, nhưng mà quan điểm của Hoàng Gia Đô này rất là muốn là chi tiết cho các bác đấy, chi tiết kể cả những cái vết này, chứ tránh trường hợp các bác nhận được hàng xong các bác lại mà nói rằng là nhìn trên video thì nó rất là đẹp, nhưng mà thực tế thì khi các bác mà nhìn thấy nó lại bị như thế này, đúng không ạ, bị những cái vết như này. Nên là Hoàng Gia muốn là quay chi tiết cho các bác bất kỳ một cái sản phẩm nào thì em cũng rất là nói muốn nói chi tiết cận kẽ những cái nhược điểm nó ở chỗ nào thì em cũng đều phân tích và chi tiết cho các bác nhé. Thì không tránh được, bởi vì đây là loa bằng kim loại, kể cả những cái viền này, cái viền tròn này này, nó bình thường nó sẽ làm trắng mẹ trắng kiểu chrome, thì lâu ngày rồi nó cũng bị xỉn như này các bác nhá. Đấy, nó là nguyên bản, quan trọng nhất là nó là một bộ dàn nguyên bản ở Nhật mà Hoàng Gia có order bên Nhật về, và các bác biết được cái phí vận chuyển từ Nhật về nó rất là cao, mà trong khi đó thì người Nhật ấy, người ta cũng không chụp chi tiết những và nói rõ cái này đâu, và nhìn trên hình ấy, khi người ta chụp xa thì mình nhìn rất là đẹp, nhìn bộ dàn rất là bắt mắt. Đấy, nhưng mà khi mình nhận được hàng ấy thì đây mình nhìn kỹ nó sẽ có những cái vết như thế này. Đấy, nhưng mà khi Hoàng Gia bán cho các bác thì Hoàng Gia luôn nói rõ và quay chi tiết cụ thể cho các bác nhé, để không muốn làm các bác thất vọng khi các bác nhìn được một cái sản phẩm trên clip thì rất là đẹp, nhưng mà khi nhận được hàng thì nó không được như ý cái mong muốn của bác. Đấy, nhưng em không muốn làm những cái vấn đề đó, nói chung là em nói rất là chi tiết cho các bác cho nó hình dung cho nó dễ nhé. Còn những cái thông số này đấy, thì nó cũng bị mờ theo năm tháng rồi. Đấy, nói chung là cũng nhìn được thông số là loa là bao nhiêu watt, 30W chẳng hạn. Đấy, còn tất cả đều là bao zin bao chuẩn cho các bác nhé. Đấy, bởi vì hàng này là Hoàng Gia đặt trực tiếp bên Nhật về. Đấy, hàng về là chạy ok luôn, không phải làm một cái gì cả. Đấy, dây rắc đều là dây rắc xịn của hãng hết. Một bộ dàn khá là độc lạ, nó gọi là một bộ dàn cassette, radio cassette thì là chuẩn nhất các bác nhé, cho các bác sưu tầm, bác nào thích độc lạ, thích những cái bộ dàn có chất âm hay thì đây là một bộ dàn của hãng Technic, các bác có thể tham khảo thêm. Đó, giá của bộ dàn này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 10.500.000 đồng các bác nhé, 10.500.000 đồng, giá trên thì không bao gồm ship. Và các bác lưu ý bộ dàn này rất nặng, nếu mà khi chúng ta cân trọng lượng này lên thì nó rơi khoảng tầm ít nhất phải được 25 cân, bởi vì khi Hoàng Gia chuyển từ Nhật về đây thì nó đã rơi khoảng 27,7 cân cả bì, có nghĩa là nó sẽ có một cái bìa cắt tông nó đựng ngoài nữa và kèm theo một ít gọi là xốp hơi để chống va đập. Đấy, nhưng mà mình cứ trừ đi cái trọng lượng bì kia đi thì nó ít nhất nó phải rơi được 25 cân, nó rất nặng đấy các bác ạ. Và nó bộ dàn này còn rất là đẹp các bác nhá, nó trừ những cái mà chỗ mà Gia đã nói. Còn về mặt tiền tổng thể, nếu mà nhìn tổng thể ngắm ở mặt tiền này thì nó rất là ok, còn nếu mà để mà soi xét kỹ lưỡng thì đây, những cái chỗ này thì Hoàng Gia cũng đã nói rất là kỹ và chi tiết cho các bác rồi. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều khi đã quan tâm ủng hộ kênh YouTube cũng như là quan sát những cái sản phẩm của Hoàng Gia Đô trong suốt thời gian vừa qua. Em sắp tới còn về rất là nhiều đài thì các bác cứ đăng ký kênh và theo dõi kênh. Với những sản phẩm nào mà hợp với túi tiền và hợp với cái nhãn quan của các bác thích và các bác thấy hay, các bác liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Đô nhá. Theo số điện thoại như trên tấm biển đây. 0975 884 009. Đấy, địa chỉ của cửa hàng Hoàng Gia Đô tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Vâng, Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo của Hoàng Gia Đô ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.